Xin chào cả nhà. Hôm nay Hailey đi khám mắt cả nhà ơi. Mắt Hailey nó mờ cũng không thấy gì hết. Hồi trước khi bệnh đó thì cũng đã khám mắt lấy kiến, nhưng mà Hailey giống như rất là nhẹ thiệt là nhẹ luôn á. Rồi nhưng mà từ lúc bệnh đó, cái giờ nó trở thành rất là nặng luôn, không có thấy gì hết á. Rồi cũng đi khám mấy lần luôn, rồi cái người ta nói là tại vì cái bệnh của Hailey đó, nó làm cho cái con người của Hailey nó không có được cái kiểu mà hoàn chỉnh đó. Nhưng mà Hailey mà muốn lấy mắt kiến nó cũng khó lắm, tại vì cái độ mờ của nó cứ lên xuống, nó khác thường lắm. Giống như cái con người của Hailey á là giống như cái độ của nó nở ra nở vô, nó không có giống như thí tỷ như mình mờ cái độ nào đó luôn. Còn cái này nó cứ vậy hoài đó, cho nên không có lấy được kiến, mắt kiến. Cho nên Hailey khám cũng là hình như là tổng cộng từ lúc bệnh giờ là cũng 4-5 lần á, mà lần này đi khám thêm lần nữa coi có lấy kiến được hay không nha. Chỗ khám mắt này á, là chỗ mới luôn, chồng Hailey mới tìm được luôn, Hailey chưa bao giờ đến. Say hello cả nhà đi anh. Hello cả nhà. Khám mắt xong để coi họ nói như thế nào, để coi Hailey có lấy được mắt kiến hay không. Rồi sau đó Hailey sẽ cùng chồng Hailey đi chích thuốc ngừa cho COVID nha cả nhà. Chỉ có được chồng Hailey được chích thôi à, còn Hailey không có được chích đâu, tại Hailey chưa có quan trọng gì mấy trong xã hội này. Hôm nay trời nắng rất là ấm đẹp, hôm nay ấm anh ha, không có lạnh, hôm nay ấm không có lạnh. Khung cảnh nó dọc ở đây. Tay của Hailey run, cả nhà thông cảm nha. Okay, thank you. So mới vô người ta sẽ đo nhiệt độ cho Hailey, và vô đây người ta sẽ bắt Hailey rửa tay trước rất là kỹ ha cả nhà ơi. Đo nhiệt độ xong là phải rửa tay phải không anh? Nè anh cầm đi. Đúng, đẩy em nha. Cái này nó rớt hoài. Cứ rửa xà bông không? Dạ, yeah, ok. Nhanh rửa trước hay? I can't. I got holding your phone. Một cái áo. Yeah, no, cái tay áo dài quá. Ừ, thank you. Chắc xong rồi hả? Dạ, yeah, xong rồi. Em không có biết nó sạch chưa. No. Okay, we are at her optometry appointment, her first one, and she's getting her eye measured right now in this cool machine. Muốn nghe nói gì nữa? Okay, so I think they're going to check each eye and see what the measurements are. And then there's another machine here that's going to do more measurements. She just washed her hands for COVID reasons and came in here. So that's it. Rồi Hailey xong rồi cả nhà ơi. Rất là lâu luôn á, tại vì
Lúc mà khám mắt á, cái cơ thể của Hailey nó không có ngồi một chỗ, nó cứ quơ quơ hoài á, cho nên người ta khó mà chụp hình con mắt con ngư của Hailey chuẩn á. Nhưng mà cuối cùng cũng xong, Hailey buồn ngủ quá trời luôn. Rồi cũng y như vậy là không có mang mắt kính được, tại vì cái con mắt của Hailey nó chưa có ổn định được, cho nên người ta chỉ cho nhỏ thuốc mắt mà chứ vẫn chưa có lấy kính được. Vậy là tiếp tục mòn nữa. Rồi thì bây giờ Hailey và chồng sẽ đi về nhà, rồi chồng Hailey sẽ thay quần áo để đi vô chỗ làm của ảnh chích thuốc người cho COVID. Ảnh quyết định chích là tại vì nó thôi sẵn rồi chích luôn vô rồi, với đợi đợt sau không biết khi nào nữa. Với lại chỗ làm của ảnh cũng giống như khuyến khích ảnh phải đi chích đó, để khỏi lây cho tất cả mọi người á. Ok. Quá trời nhức đầu luôn, cả nhà ơi, mệt mỏi nữa. Mà mỗi lần đi ra đường như vậy á là Hailey phải phải nhịn ăn á, không ăn được. Tại vì ăn là phải ở nhà suốt rồi, không có ra đường làm gì hết. Chồng Hailey cười. Nói thẳng đi. Thẳng làm gì? Đó. Nói nghe gớm, thẳng làm gì? Làm biển. Gắt vô đầu cho anh. À, sắp gắt. Sắp gắt rồi hả? Thở vô mạnh nó gắt mày. Rồi đang trên đường đi đâu đó? Đi làm chích thuốc. Chích thuốc hả? Sợ không? Sợ. Sợ hả? Không có anh thì ai lo cho em? Đúng rồi, không có anh thì lo cho em. Nhưng mà em không có sợ anh bỏ em đâu. Anh bỏ em thì em kiếm người khác. Make sure nó có nhiều tiền không? Ừ, dĩ nhiên rồi. Em mà kiếm người khác là đẹp trai hơn anh, giàu hơn anh nhiều. Đây là cây cầu đi qua đâu anh? Cây cầu đi Venice Beach có chưa? Coronado Island. Coronado Island. Cây cầu nào lúc trước có người phóng xe xuống đây đúng không anh? Phóng xe. Đi qua cây cầu này là nhớ Tường Vi à. Lúc xưa em chở Tường Vi qua đây nè. So goofy, so funny. Xuống đây là kỷ niệm với Tường Vi rất là nhiều luôn á, diễn viên Tường Vi á cả nhà. Hồi xưa Hailey chở em ấy đi vòng vòng. Oh yeah, the new iPhone I fit is gonna be the 13. Hai bên đường rất là đẹp luôn á nha. Ô nhìn chiếc tàu kìa. Làm việc của chồng Hailey cũng đẹp quá ha. Không biết tại sao mà Hailey lại thích cảnh thiên nhiên ghê lắm đó nha. Đi đâu mà gặp cây cối xanh lè xanh lét hay là núi là Hailey ghiền nó, không biết làm sao nữa. Mà cái thời trước là Hailey không có thích thiên nhiên đâu. Ngẫu à. Tự nhiên từ lúc mạnh giờ lại thích thiên nhiên lắm. Cảnh mà thiên nhiên. Chưa có thấy ai đi lính mà mập như ông này hết. Give thumbs up, subscribe. Wow, tàu bự quá. Okay, I'm gonna go over there across the street, okay? Trời ơi, phải chứ mà Hailey đi được á, cái nhà là Hailey lên tàu quay. Mà giờ xe lăn đâu có lăn lên được đâu. Where's the base theater at? Cái lúc mà mấy người này ra chiến trên đó cả nhà, bận mặc đồ của hải quân á, mặc bộ đồ màu trắng á, cái đứng vòng vòng cho nó đứng đẹp lắm rồi, cái cảnh tượng rất là đẹp luôn á. Hồi xưa thấy đi có quay nữa mà tại thấy đi có đưa lên mạng lúc mới chưa làm YouTube. Hello. Cái là cái đuôi của chiếc Hello? Tàu. Cái đuôi chiếc tàu. Hello. Rồi, Hailey sẽ ngồi trên xe đợi chồng Hailey đi. Bye. Đợi chồng Hailey đi vô chích ngừa.
See you. Quên gì? My mask. Oh, quên. Quên cái mặt nạ. Ok, bye. Bye. Đó là cả nhà biết là làm gì ha. Đó là phi công. Mấy canh phi công này là thả bom chiến đấu đó cả nhà. Mấy ảnh mà bay tới đâu là thả bom tới đó. Đùng 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 bùm 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 bùm. Còn việc làm của chồng Hải Lì là ngồi trên cái tòa nhà cao thật là cao, hướng dẫn mấy anh này là ồ anh được phép đáp rồi, hay là ồ anh được phép bay rồi. Đó là việc làm của chồng Hải Lì là air traffic controller đó nha, là hướng dẫn máy bay được phép bay hay là được phép đậu hay là được phép về đâu đó, thì là như vậy đó. Mấy cái anh này là chắc mới gì chích ngừa xong ra hết nè. Chồng Hải Lì thì vẫn còn đang xếp hàng để chích ngừa. Nãy giờ đợi cũng lâu lắm luôn. Ảnh nói là ảnh sắp tới phiên ảnh luôn á. Mong cho xong hãy đi về ăn uống chứ giờ cũng gần 3 giờ chiều rồi, hãy đi chưa ăn gì chưa. Thành zombie, huh? Yeah, I'm a zombie now. Eat your brains. Đau. No, I didn't feel it because I'm a man, you know. Look at these guns. Yeah, right. Lâu quá. Hi. Lâu sorry, quá. That was like an hour waiting, huh? Yeah, đã có tiếng đồng hồ. Okay, let's go. Trời nắng nướng bên thì nóng bên lạnh. Trời rơi, tội nghiệp. Matcha latte is what you ordered, and this is rose matcha latte with boba. Cái màu đẹp hơn, em nói strawberry mà đúng không? No, it's rose matcha. No, you like strawberry. I don't know. Yeah, okay. Ui, cái màu đẹp quá ha. Ngồi uống đi. Màu đẹp quá. Yeah, I don't know if it's strawberry or not, but she told me it was rose matcha, whatever that means. It's strawberry, trust me. Strawberry mà mix rất ngon hả? It's not strawberry, it's rose. Oh, rose. Look at that now. Màu hồng là rose hả? Mm-hmm. Oh. Yeah, pieces of flower in there.